Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh gần gũi, thân thương, là điểm tựa tin cậy của bà con nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại khi các cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tham gia cứu nạn tàu cá DNA 91066 và hai ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bị nạn trong lúc đang cho tàu đi tránh cơn bão số 6. Trong những đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới kéo dài như thế này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu để giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu tàu thuyền và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Càng lớn quá, vô nước nữa nước tài, nhờ anh em giúp đỡ cho con tôi, trên rồi cho con tôi chết. Trên lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tích cực tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó phát hiện bắt giữ và phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh xử lý nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa xung công quỹ nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng thành phố còn tham gia xử lý hàng trăm vụ tông va, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ trên biển. Phát huy tốt mạng thông tin liên lạc biển, tham gia cứu hộ cứu nạn được nhiều phương tiện, thuyền viên người nước ngoài và ngư dân ta bị nạn trên biển. Hiện nay chúng tôi có 5 đài canh tại 5 đơn vị cơ sở. Và các cái đài này thực hiện cái thông tin liên lạc với ngư dân thường xuyên. Đồng thời chúng tôi cũng chia sẻ cái thông tin đối với ngành thủy sản để nắm được các phương tiện hoạt động trên biển, nhất là các phương tiện trang bị thiết bị giám sát hành trình nhằm giúp ngư dân trong phòng chống thiên tai cũng như đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Các mô hình như khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, cảng cá văn hóa, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển đã góp phần xây dựng các phong trào và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và chỗ dựa vững chắc để bà con ngư dân yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố.